Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các cấp Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam quyên góp ủng hộ trên 1.021 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh trường học ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hiệu quả của Trung tâm khử độc dioxin Thái Bình. Bắc Ninh đưa ra nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa bệnh ung thư vú. Nguy hại rác thải thủy tinh trên địa bàn thành phố Hải Dương. Sau đây là nội dung chương trình. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hình thành nhiều mô hình trồng rau an toàn, đã có 58 ha rau các loại áp dụng mô hình sản xuất theo Việt Gáp, bình quân mỗi năm cung ứng trên 2.500 tấn rau các loại ra thị trường là các siêu thị, khách sạn, nhà hàng và bếp ăn tập thể tại các thành phố lớn. Tiêu biểu như Hợp tác xã sản xuất rau sạch và thương mại Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ chuyên sản xuất rau an toàn, Công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt ở thành phố Hưng Yên, Hợp tác xã Kiểu Mới Phù Cừ, Hợp tác xã rau an toàn Chiến Thắng, huyện Tiên Lữ, vân vân. Trong quá trình thâm canh, các xã viên của các hợp tác xã đều tuân thủ sản xuất ngay từ khi làm giống, hạt giống được gieo trên khay, bón bằng phân hữu cơ sinh học, được ủ bằng lá cây, vỏ trấu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng thảo mộc không gây hại cho môi trường và không có dư lượng hóa chất độc hại trên rau. Hàng năm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh sẽ về lấy mẫu kiểm tra định kỳ 2 lần. Sau khi thu hoạch, rau được đóng gói, dán tem chống hàng giả và cung cấp ra thị trường với giá dao động trong khoảng từ 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Hiện nay, trung bình mỗi 1 hecta sản xuất rau theo chuỗi Việt Gáp đều cho thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng trên năm và có thị trường ổn định. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn, áp dụng công nghệ cao đã và đang được huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình quan tâm thực hiện nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Huyện Yên Khánh đã quan tâm thực hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao, các mô hình nông sản rau củ quả sạch ứng dụng công nghệ cao thông qua việc xây dựng nhà lưới có phun mưa tự động để sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các mô hình này đều được thực hiện liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp liên kết với hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư vốn, giống cây trồng, vật nuôi để sản xuất quy mô lớn, đảm bảo sản lượng, chất lượng nông sản theo nhu cầu thị trường. Hiện giá trị sản xuất trung bình trên 1 hecta của huyện đạt 140 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,39%. Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất nằm ở phía nam huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, những năm qua xã Hải Triều đã vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế của quê hương, người nông dân nơi đây đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, cải tiến khoa học kỹ thuật, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ năng động trong cải tiến khoa học, sáng tạo, phục vụ sản xuất, nông dân Hải Triều còn tích cực thi đua lao động sản xuất để mạnh chuyển dịch các diện tích làm muối, năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản. Ông Phan Văn Hưng, hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tiêu biểu của xã Hải Triều với 8 ao nuôi diện tích 7.000 m², mỗi năm ông Hưng có thể thu hoạch 2 vụ, doanh thu đạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Xã Hải Triều hiện có khoảng 60 ha diện tích nuôi thủy sản với 40 ha áp dụng quy trình nuôi công nghiệp. Đặc biệt, các hộ nuôi thủy sản đã kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào như nguồn nước, thức ăn, con giống nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc của thực phẩm. Do đó, sản lượng nuôi thủy sản của xã liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình 12% một năm. Với sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân, xã Hải Triều giờ đây đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 6,5%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 40 triệu đồng một năm. Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng. Những thay đổi thể hiện rõ nét nhất ở những xã ven đô. Từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Hải Dương đã làm mới và nâng cấp được 174 tuyến đường liên thôn, đường trục thôn, đường trục xóm, đường nội đồng với tổng chiều dài 23,6 km. Điển hình trong phong trào là xã An Châu với đường trục thôn bề mặt rộng bình quân 10 mét, đường trục xóm rộng bình quân từ 5 đến 6 mét.
99,3% dân dân trên địa bàn được sử dụng nước máy. Từ năm 2014 đến nay, thành phố đã có 2 đơn vị là Ái Quốc và Thạch Khôi được nâng cấp thành phường, 3 đơn vị là An Châu, Tân Hưng, Nam Đồng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng hành với chương trình phát triển đô thị, mục tiêu đặt ra cho nông thôn thành phố là xây dựng nông thôn trên địa bàn thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần đưa thành phố Hải Dương lên đô thị loại 1 trước năm 2020. Thực hiện phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 5 năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên nông dân hiểu rõ vai trò chủ thể của nông dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đóng góp công sức tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi. Theo kết quả thống kê, các cấp hội đã vận động hơn 155.400 hộ nông dân tự nguyện hiến trên 315.686 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, đóng góp 692.859 ngày công lao động, tự nguyện phá dỡ, chặt bỏ trên 6.500 cây ăn quả lâu năm, hàng nghìn cây lấy gỗ, 983 m2 nhà ở, 170 m2 công trình phụ cùng hàng chục nghìn m2 tường rào với tổng giá trị trên 1.021 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Nhằm hỗ trợ trẻ em ở những địa phương khó khăn, thời gian qua Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xây dựng trên 30 nhà vệ sinh thông qua chương trình giáo dục về nước sạch, vệ sinh môi trường cho học sinh. Từ năm 2015 đến năm 2017, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ xây mới trên 30 nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh ở hai cấp học, mầm non và tiểu học, tại các xã Cương Chính, Minh Phượng, Lệ Xá và Trung Dũng. Kinh phí cho mỗi nhà vệ sinh chung từ 100 đến 300 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí đối ứng, xã hội hóa của các địa phương. Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện đều đã có nhà vệ sinh kiên cố. Số nhà vệ sinh đạt chuẩn theo thiết kế đạt trên 70%, được lắp đặt trang thiết bị hiện đại phù hợp với các em học sinh theo từng cấp học. Để đảm bảo vệ sinh học đường, các nhà trường cũng chú trọng công tác quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức của học sinh khi sử dụng nhà vệ sinh nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng nhà vệ sinh bẩn, bốc mùi khó chịu. Đến nay, Hà Nam đã có 100% các trường tiểu học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó trên 46% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Sau hơn 20 năm xây dựng, đến nay mạng lưới trường tiểu học ở Hà Nam được quy hoạch hợp lý, ổn định. Các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Đến nay, 121 trên 121 trường tiểu học tại Hà Nam được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 56 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Duy Tiên và Thanh Liêm là hai địa phương có số trường đạt chuẩn mức độ 2 chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh. Từ việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, những năm qua cho thấy chất lượng giáo dục đào tạo của Hà Nam đã tăng lên, trở thành tỉnh có nền giáo dục phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu của ngành giáo dục đào tạo Hà Nam trong năm 2018 là có thêm 68 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chiếm tỷ lệ 56,2%. Đến năm 2020 có 80 trường, chiếm tỷ lệ trên 66%. Và đến năm 2025, 100% các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt chuẩn mức độ 2. Hiện nay, hầu hết các trường mầm non gần khu vực địa bàn có khu công nghiệp ở Hải Dương đều trong tình trạng quá tải. Trong khi đó, toàn tỉnh chưa một khu công nghiệp nào xây dựng được các trường lớp mầm non cho con em công nhân lao động. Ngoài 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục nhận được sự hỗ trợ hoặc được thành lập bảo trợ của công ty. Theo thống kê của ngành giáo dục, hiện nay có 20 trường mầm non trên địa bàn có khu công nghiệp, trong đó có 13 trường công lập và 20 nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục do các tổ chức cá nhân ngoài khu công nghiệp xây dựng. Ngoài ra có 2 công ty không nằm trong khu công nghiệp nhưng đã tổ chức thành lập các nhóm lớp độc lập để trông giữ con công nhân lao động là công ty trách nhiệm hữu hạn Sins BVT đóng trên địa bàn thành phố Hải Dương và công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Dương huyện Kinh Môn. Toàn tỉnh hiện có 311 nhóm lớp trên địa bàn có khu công nghiệp với khoảng 8.300 trẻ theo học. Trái ngược với nhu cầu gửi con của công nhân lao động ngày càng cao, đến nay chưa có khu công nghiệp nào xây dựng được trường lớp mầm non.
huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trao thưởng học bổng Lương Văn Thăng nhằm động viên kịp thời cho các thầy, cô giáo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học giỏi, dạy giỏi, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của địa phương và xây dựng xã hội học tập. Quỹ học bổng Lương Văn Thăng đã trích 36 triệu đồng để trao tặng cho 4 em học sinh đỗ thủ khoa vào lớp 10 năm học 2017-2018 thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện và 54 em học sinh nghèo, gia đình chính sách vươn lên học tập tốt, 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những món quà hết sức ý nghĩa nhằm động viên giúp đỡ các em học sinh vơi bớt khó khăn và tiếp thêm sức mạnh, động lực để phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm học tiếp theo. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trong trường học, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu góp phần đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh. Trên địa bàn thị xã Từ Sơn có tổng số 39 trường mầm non, tiểu học tổ chức ăn bán trú, đạt tỷ lệ 100%. Tất cả các trường đều lựa chọn phương pháp tổ chức bữa ăn và nhập thực phẩm qua đơn vị có đủ chức năng và đảm bảo đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Để đảm bảo tốt về sức khỏe cho học sinh, thị xã Từ Sơn đã có văn bản yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, chủ động về thực đơn khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, thực hiện tốt chế độ kiểm tra 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thời gian qua, với việc thực hiện tốt chính sách bảo trợ của nhà nước và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tỉnh Nam Định đã giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo từng bước cải thiện cuộc sống. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định phối hợp với các ngành chức năng để mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo trong nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động nhằm trợ giúp các đối tượng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, thường xuyên rà soát các đối tượng ưu thế, xây dựng được nguồn dữ liệu thông tin về đối tượng bảo trợ, trên cơ sở đó quản lý và triển khai kịp thời các chính sách của nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh Nam Định có khoảng 80.000 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng tháng, trong đó có hàng trăm trẻ em mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng, hơn 40.000 người cao tuổi và trên 24.000 người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, dioxin là chất độc nhất trong các chất độc mà con người biết đến. Hiện nay chưa có cách nào để loại bỏ hoàn toàn nhiễm độc dioxin trên người. Tuy nhiên, các y bác sĩ tại Trung tâm Khử độc Dioxin Thái Bình vẫn đang từng ngày áp dụng công nghệ để thải độc cho các nạn nhân theo phương pháp Hobart. Bước đầu cho thấy những hiệu quả tích cực. Được thành lập từ cuối năm 2010, đến nay, trung tâm đã trở thành mái nhà chung của các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Bằng phương pháp điều trị sông hơi khử độc kết hợp với uống viên vitamin, trên 3.000 bệnh nhân nhiễm chất độc da cam dioxin đã được tiến hành khử độc và từng bước có được sức khỏe ổn định. Cái quan niệm của tôi là việc tẩy độc này đi là coi như là đánh địch từ xa, để cho các chất độc không ngấm vào các cơ quan nội tạng bên trong và gây nên các cái bệnh mà hầu hết là chất độc da cam gây nên toàn là bệnh ác tính này. Ví dụ như tôi là tôi bị chậm nhịp do nhiễm chất độc da cam. Thế và cái bệnh triệu chứng thứ hai là viêm rễ thần kinh. Không đi được, về đây lần thứ đầu tôi về đây tôi không thể chạy được. Thế nhưng bây giờ là tôi trở lại bình thường và chạy có thể nhanh nhất trong tất cả số anh em ở đây. Mỗi năm, Trung tâm Khử độc Dioxin tỉnh Thái Bình tổ chức được 11 đợt tẩy độc cho khoảng 500 lượt bệnh nhân. Trong khi đó, chỉ tính riêng tỉnh Thái Bình, hiện có 1,8 vạn người nhiễm trực tiếp đang được hưởng chế độ của nhà nước và 4.000 người khác là nạn nhân thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ 4 cần được khử độc. Để giải quyết hết số nạn nhân của Thái Bình phải mất vài chục năm và cũng phải mất hàng chục năm mới có thể khử độc hết cho số nạn nhân này. Anh em tôi cũng là bộ đội, rất đồng cảm với những cái đồng đội của mình. Cho nên là trong quá trình làm thì mình là phải tận tình, rồi hướng dẫn cho người ta từng tí một, từ viên thuốc đến cái giấc ngủ, bữa ăn, thế rồi cái hướng dẫn người ta sống như thế nào, giúp nạn nhân làm sao người ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong quá trình sống. Chiến tranh đã qua đi, nhưng thảm họa do chất độc da cam gây ra thì vẫn chưa có hồi kết. Hơn lúc nào hết, việc đầu tư nâng cấp trung tâm cũng như nhân rộng các mô hình trung tâm tẩy độc như Thái Bình là việc làm thiết thực, gieo thêm mầm hy vọng, tiếp thêm nghị lực sống cho những con người chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ bởi hậu quả của chiến tranh.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ghi nhận ung thư năm 2018, mỗi năm ở nước ta có gần 165.000 số ca mắc mới ung thư, trong đó có ung thư vú là hơn 15.200 ca, chiếm tỷ lệ 9,2% và đang có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây. Mỗi ngày, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị nội trú cho 150 đến 180 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 10 trường hợp mắc ung thư vú. Theo số liệu thống kê của bệnh viện năm 2016, số bệnh nhân đến điều trị nội trú và ngoại trú tại đây là hơn 5.200 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân ung thư vú chiếm 9,2%. Năm 2017, số bệnh nhân ung thư vú điều trị chiếm 9,7%. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, số bệnh nhân mắc căn bệnh này đã tăng lên 12,8%. Ung thư vú là căn bệnh có diễn biến âm thầm, không biểu hiện triệu chứng cụ thể ở giai đoạn đầu. Do đó, nếu chị em, phụ nữ không chú ý sự thay đổi trên cơ thể và trang bị những kiến thức cần thiết thì bệnh có thể tiến triển nặng. Để chủ động phòng ngừa bệnh ung thư vú ở phụ nữ thì việc tầm soát và phát hiện sớm có ý nghĩa rất lớn trong quá trình điều trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu, có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Giai đoạn 2 có thể chữa ổn định tới hơn 90%. Ở giai đoạn 3, tỷ lệ này sẽ là 60% và đến giai đoạn 4, thường việc điều trị chỉ kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn. Trước thông tin phản ánh của người dân về nguồn nước sinh hoạt kém chất lượng được cấp bởi nhà máy nước sạch liên xã Đồng Du trên địa bàn xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đoàn công tác liên ngành của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành ngoại kiểm vệ sinh và lấy mẫu nước phân tích xét nghiệm các chỉ tiêu. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tiến hành lấy 2 mẫu nước, trong đó có mẫu nước nguồn cấp đầu vào được lấy tại vị trí bất kỳ trên sông Châu và lấy 1 mẫu nước tại vị trí bể chứa nước đã qua xử lý để xét nghiệm và phân tích các chỉ tiêu thành phần. Hoạt động kiểm nghiệm sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày tại phòng nghiệp vụ. Nhà máy cấp nước sạch liên xã Đồng Du, huyện Bình Lục, xây dựng năm 2013, hoạt động năm 2015 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Mỹ Đà quản lý và vận hành nhà máy, công suất thiết kế 4.500 mét khối một ngày đêm, đảm nhiệm cấp nước sinh hoạt cho các xã Đồng Du, An Mỹ, Đồn Xá, Tràng An và Bình Nghĩa. Hiện tại, nhà máy đang cấp nước sinh hoạt cho trên 9.000 hộ dân. Nguồn nước cấp đầu vào được lấy từ sông Châu, xử lý qua bể sơ lắng, dùng các hóa chất như phèn, raven, cát để tạo nguồn nước sạch. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì hiện nay, nguồn nước sông này đang bị ô nhiễm và chất lượng nước cấp đầu ra bị ảnh hưởng. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có nhiều cơ sở cắt gương kính hoạt động, đồng nghĩa với việc hàng ngày có một lượng lớn rác thủy tinh được thải ra. Nhiều đống rác thủy tinh án ngữ ngay giữa đường giao thông và trong các khu dân cư, tiềm ẩn nguy hiểm cho nhiều người. Quốc lộ 37 đoạn qua khu dân cư số 1 phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Nhiều đống rác thủy tinh không chỉ tràn ra đường giao thông mà còn tràn xuống cả những kênh mương như thế này. Ngay cả công nhân vệ sinh môi trường cũng khẳng định không thể thu dọn được những đống rác thải thủy tinh này bởi khối lượng quá lớn và nếu vận chuyển thì cũng không thể xử lý. Còn em chỉ thu rác sinh hoạt của dân mang ra thôi, không những cái đấy là mang xuống nhà máy nhà ta không xử lý được. Vì không thể thu gom được nên những đống thủy tinh này luôn tồn tại song hành cùng đời sống và sinh hoạt hàng ngày của nhiều người dân. Ngay trước ống kính máy quay của phóng viên, những cơ sở sản xuất gương kính trên trục đường này vẫn xả rác thủy tinh. Khi được hỏi thì họ có nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình. Cái này có được xử lý kịp thời không? Đây giờ thì mai giờ kia là xe về lại chở đi. Đây cứ hỏi cô đây này, cô biết là lại chở đi ngay. Chỉ đến một hai hôm là lại chở đi chứ có gì đâu mà. Đây có phải là điểm tập kết rác thải đây không ạ? Thì thấy ở cái gốc cây nó không có gì thì em cứ đổ nhờ ấy. Trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện có hàng chục đống rác thải thủy tinh đang tồn tại trong các khu dân cư. Nếu không được vận chuyển và xử lý, khi thời tiết mưa gió, ngập lụt, những mảnh vụn thủy tinh trôi xuống các kênh mương và hệ thống thoát nước sẽ vô cùng nguy hại đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Thiết nghĩ, để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, từng chủ cơ sở sản xuất gương kính cần ý thức hơn trong việc thu gom và vận chuyển rác thải thủy tinh về đúng nơi quy định để tái chế, đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.